Ký ức đường Trường Sơn, tác giả Lưu Trọng Lân, giọng đọc Hải Yến, số 8. Khẩu pháo 100 ly độc thân giữa rừng Trường Sơn. Không biết khi giúp ta trang bị những trung đoàn pháo cao xạ 100 ly với những bộ khí tài hiện đại, các bạn Liên Xô có bao giờ nghĩ rằng vào một lúc nào đó, tại một nơi nào đó, có một khẩu pháo 100 ly đơn độc một mình, đêm đêm nhả từng quả đạn, tham gia đánh máy bay AC-130 của Mỹ trên Trường Sơn. Nghe thì lạ, khó tin, nhưng mà đó lại là sự thật. Một chuyện có thật 100%. Trước tiên, xin nói về máy bay AC-130, con quái vật năm đầu, con cú vọ độc ác, thằng cướp đêm, kẻ thù đặc biệt nguy hiểm của bộ đội lái xe trên Trường Sơn. Bom sát thương, bom bi, thậm chí cả bom B-52 giải thảm, anh em cũng không ngại vì đã nắm được quy luật của nó. Chỉ ngắn nhất cái thằng sập thùng này. Cứ mỗi điểm xạ, bập bùng là một xe ta ăn đạn cối 40 ly của AC-130. Tôi đã nhiều đêm trèo lên đỉnh núi Xóm Péng để nghiên cứu về loại máy bay hiểm độc đó. Những đêm đầu tôi chỉ thấy qua ánh trăng chiếc máy bay hai thân AC-119, loại máy bay mà tôi đã từng thấy khi nó thả dù tiếp tế cho lính Pháp ở thung lũng Điện Biên năm xưa. Sau một tiếng rẹt dài, giống như chiếc xe zin sang số, là một loạt đạn 20 ly cầy xuống đường. AC-119 bắn 20 ly cũng khá chính xác, nhưng ở đâu có pháo ta bắn mạnh là nó chuồn ngay. Đêm 18 tháng 1 năm 1972, tôi lại trèo lên đỉnh núi. Khoảng 18 giờ, tiếng động cơ ầm ì từ xa vọng lại, nhưng nghe nặng nề hơn những đêm trước. Khi tiếng ầm ì đến gần, tôi ngửa mặt nhìn lên, căng mắt theo dõi. Trong ánh trăng vàng vặc, tôi chợt nhìn thấy lờ mờ bóng dáng chiếc máy bay với cái bụng to bè lướt qua rất nhanh. Chỉ mấy giây thôi, rồi nó mất hút trong màn đêm. Nhưng tôi khẳng định, đó là AC-130. Nghe tiếng động cơ thay đổi, tôi đoán nó đã bắt đầu lượn vòng trên trọng điểm. Bên dưới đường kia, đoàn xe ta đang đi qua. Bỗng, pập bùng, những tiếng nổ của đạn cối 40 ly làm tim tôi đau nhói. Thế nào cũng có chiếc xe dính đạn của nó rồi. Không biết đồng chí lái xe của ta có kịp xuống hầm ẩn nấp không? Từng cụm lưới lửa cao xạ vọt lên, bắn chặn đầu máy bay. Lập tức, bọn cường kích F-4 nhào tới, ném bom phản ứng trận địa. Tuy thế, đạn cao xạ vẫn tiếp tục từng đợt nổ rền trên trọng điểm Xóm Péng. Tôi hy vọng nó sẽ chuồn, nhưng không. Những tiếng pập bùng vẫn cứ như một điệp khúc quái ác kéo dài dai dẳng. Tôi bỗng hiểu ra rằng, thế là độ cao bay của AC-130 hơn hẳn AC-119 đã ở ngoài tầm bắn của pháo cao xạ 37 ly của ta. Ở đây, chúng tôi có một đại đội pháo 57 ly nhưng cũng không uy hiếp nổi nó. Chỉ sau vài loạt bắn, trận địa pháo 57 đã bị bọn F-4 A-7 lao đến ném bom. Bom phá, bom sát thương, bom bi, cả bom lân tinh nữa. Hai pháo thủ của đại đội hy sinh ngay trên mâm pháo. Với phương tiện quan sát bằng máy khuếch đại ánh sáng mờ, đặc biệt có thêm phương tiện mới quan sát bằng tia hồng ngoại, phát hiện mục tiêu nhờ bức xạ nhiệt toát ra từ máy nổ trên xe, tên cú vọ đã dễ dàng nhằm trúng xe ta. Đêm nay, 10 xe cháy trên đường, một xe xích của trung đoàn tôi kéo một khẩu pháo 100 ly của đại đội 3 trên đường vào Tà Lộng, đi qua đó cũng bị AC-130 đánh hỏng. Đại đội 3 chỉ còn lại 3 khẩu pháo với bộ khí tài vừa mới được sửa chữa do hư hỏng sau một chặng đường dài vượt đỉnh Trường Sơn. Trung đoàn quyết định sử dụng pháo 100 ly có khí tài tham gia đánh AC-130.
Từ hôm đó, hiệu quả bảo vệ đoàn xe tăng lên rõ rệt. AC-130 đã phải tránh xa khu vực trọng điểm mỗi khi xuất hiện những chùm đạn nổ lấp lóe quanh mình nó. Đội hình xe ta nhiều đêm vượt trọng điểm an toàn. Nhưng rồi đến một hôm, khi radar của đại đội 3 phát sóng dò tìm mục tiêu, thì một quả đạn tên lửa không đối đất từ máy bay địch phóng xuống nổ ngay cạnh đài. Đài hỏng, trung đội trưởng Ngọc, đài trưởng Như cùng ba trắc thủ Điều, Chiếu, Thúc đều bị thương. Thế là hết hy vọng vào phương pháp đánh ưu việt nhất, phương pháp đánh bằng phần tử radar. Vài phút sau, một loạt bom nữa làm hỏng hoàn toàn hệ thống vận hành của một khẩu pháo. Đại đội 3 được lệnh di chuyển ngay trong đêm. Riêng khẩu pháo bị hỏng bánh xe kia đành phải nằm lại. Đó là khẩu đội 4. Nó chính là khẩu pháo 100 ly độc thân giữa rừng Trường Sơn mà tôi đã nói ở phần trên. Suốt nửa mùa khô năm ấy, nó không thay đổi vị trí, chịu trận với biết bao nhiêu bom đạn để tham gia đánh AC-130 bằng phương pháp đơn sơ nhất, phương pháp bắn bằng phần tử lắp sẵn. Cán bộ tham mưu trung đoàn giúp đại đội tính toán, xác định các phần tử, góc hướng, góc tầm, ngòi nổ đầu đạn. Lệnh bắn sẽ được phát đi từ một đài quan sát đặt trên đỉnh núi, gần trọng điểm xóm Péng. Khi AC-130 đến một điểm nào đó trên vùng trời, người chỉ huy đài quan sát sẽ phát lệnh cho khẩu đội 100 ly bắn. Ban ngày, đơn vị cho khẩu đội 4 bắn thử, đêm đến cho bắn thật. Khi AC-130 mò tới, từng viên đạn xé màn đêm bay đi và nổ ngay trên đường bay dự kiến. Những ánh chớp nhỏ lè lên, khi xa tuy không trúng, nhưng cũng làm cho những tên phi công hết vía, có lúc phải chuồn thẳng. Có nhiều đêm, binh trạm gọi điện sang, biểu dương cao xạ đã tích cực đánh địch bảo vệ đoàn xe. Không những đánh đêm, khẩu đội 4 còn tham gia đánh máy bay OV-10 ban ngày. Tên giặc chỉ điểm lợi hại, rất đáng ghét, cứ kêu vo vo và bay lượn suốt ngày trên đầu chúng tôi. Ngụy trang không kín mà nó phát hiện thấy là lập tức bụp, nó phóng đạn khói. Chỉ mấy giây sau, bọn chó ngao lao đến liền. Cũng bằng phương pháp lắp sẵn phần tử ấy, khẩu đội 4 đã bao lần làm cho lũ OV-10 hốt hoảng phải bay đi, không dám quay đầu trở lại. Một hôm, tôi cùng Khoa, đại đội trưởng đại đội 3, ghé thăm đại đội 4. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy khối lượng thùng đạn và vỏ đạn khổng lồ chất đầy xung quanh hầm pháo. Đại đội trưởng Khoa cho biết, anh em bắn rất nhiều đạn, hơn nữa vì nằm một chỗ nên vỏ đạn cứ ùn mãi lên. Khẩu đội trưởng Phương cùng mấy pháo thủ trông có vẻ già dặn vì tuổi quân khá cao, tiếp chúng tôi trong một hầm chữ A. Tôi thay mặt cho trung đoàn biểu dương thành tích của khẩu đội. Thay mặt khẩu đội, Phương hứa sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Trong câu chuyện tâm tình vui vẻ, Phương, pháo thủ lớn tuổi nhất, đưa ra một ý kiến. Xa nhà lâu rồi, chỉ mong mùa khô này đơn vị ra Bắc nhận vũ khí mới, trung đoàn cho bọn em về phép mấy ngày. Nhớ vợ quá thủ trưởng ạ. Lời nói chân thành của Phương làm tôi rất xúc động. Trong cuộc chiến đấu sinh tử triền miên với giặc Mỹ, chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều hy sinh, trong đó có sự hy sinh về tình cảm, về hạnh phúc gia đình. Tôi hứa sẽ chuyển lời đề nghị này lên cấp trên. Có chú gà rừng vừa bẫy được, anh em nấu một nồi cháo gà thết đãi chúng tôi. Từ đó đến nay đã hơn một phần tư thế kỷ, những đồng đội của tôi ngày ấy, giờ đây ai còn ai mất. Hy vọng có ai trong số đồng đội cũ của tôi đọc được bài này, hãy cho tôi một dòng tin và địa chỉ. Khẩu đội trưởng của tôi. Đêm nay, tôi quyết định xuống với đại đội pháo cao xạ 825 đang bố trí ở Na Pang. Việc chỉ huy cụm tiền phương của trung đoàn tôi giao cho anh Khâm, tham mưu phó. Sau khi ăn cơm chiều xong, rời sở chỉ huy, tôi cùng với Bình, chiến sĩ thông tin, đi bộ theo đường ô tô hướng về phía trận địa. Đang giữa mùa khô, con đường phủ kín một lớp đất bột dày,
Chúng tôi phải né sát vào ven đường cho dễ bước. Đang cắm cúi đi, tôi chợt nghe tiếng động cơ phản lực ảo tới. Một chiếc F4 lướt qua đầu kèm theo một tiếng xoẹt dài như xé vải. Thủ trưởng ơi, thằng F4 phóng cây nhiệt đới, thủ trưởng cho em đi tìm nhá. Nghĩ rằng trời còn sớm, tôi gật đầu đồng ý và dặn Bình hãy nhanh lên. Có vẻ như cậu ta đã có kinh nghiệm qua những lần đi chữa đường dây trước. Bình chạy theo hướng của tiếng xoẹt lúc nãy rồi mất hút trong cây rừng. Tôi chậm chạp bước đi, chờ đợi. Bỗng nghe tiếng Bình gọi giật. Nó đây rồi thủ trưởng ơi! Tôi ở một tiếng rồi vội vàng rẽ lá chạy vào. Thấy Bình đang đứng cạnh cây nhiệt đới của thằng Mỹ vừa phóng xuống. Em đã khóa mõm nó lại rồi, Bình cười đắc chí. Cây nhiệt đới, nói đúng hơn là cây thu phát nhiệt đới. Tên gọi của một thiết bị điện tử dò tìm tiếng động khá tối tân của Mỹ. Tôi đã có lần nhìn thấy nó ở xó nhà ban hậu cần trung đoàn. Hình thù của nó tựa như một cái cây bằng kim loại, sơn màu loang lổ, dễ nó nhọn để dễ dàng cắm sâu xuống đất. Thân nó cao chừng 1 mét, hình trụ, có đường kính khoảng 15 phân, chứa đựng bên trong toàn máy móc điện tử. Đây cũng chính là món quà hấp dẫn nhất đối với lính ta. Họ tháo rời những tấm linh kiện hình tròn, lựa chọn những thứ cần thiết để lắp đài thu thanh bán dẫn. Đơn giản thôi, nhưng nghe đài Hà Nội rất tốt. Trên đầu ống, 4 chiếc cành vươn dài, không lá. Đó là bộ dây trời của thiết bị. 3 cành nằm ngang xòe ra để thu tiếng động, như tiếng chân người, tiếng động cơ ô tô. 1 cành thẳng đứng cao hơn 1 mét, dùng để phát sóng, truyền những chấn động ghi nhận được lên một máy bay thường xuyên bay lượn trên bầu trời. Chiếc máy bay này lại tự động chuyển tiếp các tín hiệu về một trung tâm gọi là Trung tâm Theo dõi sự thâm nhập của Bắc Việt, đặt ở Thái Lan, Nakhon Phanom trên đất Thái. Sau khi xử lý các thông tin bằng máy tính, trung tâm này liền phát lệnh cho các máy bay ở các vùng chờ bay đến bắn phá ném bom. Tôi buồn cười về 2 tiếng khóa mõm của cậu Bình. Anh chàng đã lấy được sợi dây nhỏ buộc túm cả 4 cần anten thu phát ấy lại với nhau, coi như vô hiệu hóa hoàn toàn tác dụng của tên nghe trộm. Đương nhiên, đây mới chỉ là một tên, còn những tên khác chưa được phát hiện vẫn tiếp tục gây phiền hà cho ta. Sau khi nhổ được cây nhiệt đới, Bình vội vác nó đi sâu vào phía trong, lát sau quay trở ra, cậu ta hí hửng. Em phải giấu nó vào chỗ kín, không lỡ có đứa nào nhìn thấy nó phỗng mất của em. Em sẽ lắp cho thủ trưởng một cái đài bán dẫn thật tốt, hì hì. Tôi cũng cười, vui lây cái hồn nhiên của chàng lính trẻ. Vào đến đại đội 825, tôi nghe đại đội trưởng Nguyễn Văn Yến báo cáo. Toàn đơn vị đã chuẩn bị chiến đấu xong, đại đội bố trí thành hàng dọc theo tuyến đường ô tô, khẩu cách khẩu hơn 100 mét, từng khẩu pháo để góc bắn 60 độ, nòng pháo quay về hướng dự kiến máy bay sẽ bay vào, đạn lắp 2 băng. Các pháo thủ ngồi trực trên mâm pháo. Khi phát hiện máy bay, khẩu đội trưởng cứ theo phương án mà bắn, không chờ lệnh đại đội trưởng. Tôi gật đầu, hài lòng với những điều Yến vừa báo cáo. Cho cậu Bình ở lại sở chỉ huy đại đội. Ở đây, Bình có mấy chiến sĩ thông tin đồng hương. Còn tôi, một mình, đi xuống khẩu đội 3. Thấy tôi đến, khẩu đội trưởng Vận báo cáo. Khẩu đội 3 đang trực ban sẵn sàng chiến đấu. Từ 18 giờ đến nửa đêm, tôi cùng tổ 3 pháo thủ trực chiến. Nửa đêm về sáng, đồng chí Báu, khẩu đội phó, cùng 3 pháo thủ khác lên thay. Tôi lần lượt bắt tay từng chiến sĩ rồi đề nghị với Vận. Khẩu đội trưởng cho mình làm pháo thủ số 2 nhé. Không được đâu, trung đoàn phó làm pháo thủ thế nào được? Cậu không biết đấy, ngày xưa tớ đã từng làm pháo thủ số 2, bắn đạn thật trúng mục tiêu trước khi về dự chiến dịch Điện Biên Phủ đấy. Nhưng em sợ đại đội phê bình. Thôi được, đồng chí Bảo bước xuống để trung đoàn phó lên thay. Tôi mượn chiếc mũ sắt chụp lên đầu rồi ngồi lên ghế pháo thủ, bàn chân phải đặt lên bàn đạp cò. Thủ trưởng bình tĩnh nhé. Khi nào em hô bắn, thủ trưởng đạp ngay cho em 1 điểm xạ dài. Rõ, tôi đáp. 2 pháo thủ Bảo và Sơn ở bên cạnh bụng miệng cười.
Điều quan trọng là sau khi bắn xong một điểm xạ, thủ trưởng phải nhảy ngay xuống chui vào hầm, không kịp ăn bom bi đấy. Nó phản ứng tức thì đấy thủ trưởng ạ. Hết bom bi lại nhảy lên đánh tiếp, chi viện đoàn xe. Bên ngoài đường, những chiếc xe vận tải bắt đầu chạy ra, từng chiếc một, tiếng động cơ rầm rì. Khoảng 30 phút sau, trời đất bỗng sáng trưng lên vì những chiếc đèn dù do máy bay OV-2 vừa thả xuống. Kiểu này là không có thằng AC-130 rồi, bọn F sắp đến đấy. Vận nói với các pháo thủ, cũng là nói với tôi. Tôi cầm chặt tay lái tầm, chân nhứ nhứ vào bàn đạp. Đột nhiên, Vận hét to, bắn! Theo phản xạ tự nhiên, tôi đạp mạnh bàn chân phải. 10 viên đạn rời khỏi nòng pháo vút lên không trung. Cùng một lúc với tiếng rít xé tai của chiếc máy bay phản lực Mỹ, một loạt bom nổ phía bên kia đường. Xuống hầm thủ trưởng ơi! Sực nhớ lời dặn của Vận lúc nãy, tôi co chân rời mâm pháo, nhưng vì không quen nên có phần chậm chạp. Các pháo thủ đã xuống hầm hết, riêng Vận vẫn đứng đó chờ tôi, nhường tôi xuống trước. Khi tôi vừa lọt xuống miệng hầm, một bàn tay ấn mạnh vào lưng tôi, đẩy tôi chui lọt vào trong. Vận chưa kịp vào thì một loạt bom bi nổ trùm lên trận địa, chớp giật nhằng nhằng. Nó phản ứng nhanh ghê. Rồi chợt nghĩ đến Vận, tôi vội hỏi, Vận ơi có việc gì không? Vận ngồi bệt xuống đất, bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái. Một loạt bom bi nữa nổ rền, em bị vào tay, nhẹ thôi. Ánh sáng đèn dù từ ngoài hắt vào giúp cậu Sơn thấy rõ để tháo cuộn băng và quấn vết thương cho Vận. Có đau lắm không? Còn chỗ nào nữa không? Không sao đâu thủ trưởng, chắc viên bi chỉ vào phần mềm thôi. Vận co duỗi cánh tay từ từ, mặt hơi nhăn. Nhìn khắp đầu và mặt của Vận một lượt, không thấy vệt máu nào khác. Tôi yên tâm, nhưng vẫn cứ áy náy trong lòng. Mình chậm chân một chút mà làm cậu khổ. Có gì đâu ạ, sáng mai em sang phẫu của binh trạm đặt ở hang núi bên kia, nhờ bác sĩ gấp viên bi ra là xong ngay thôi mà. Suốt đêm hôm đó, máy bay Mỹ đến quấy phá thêm 2-3 lần nữa. Vận chỉ huy một đợt, mặc dù tay trái đã bị thương, 2 lần sau do báo chỉ huy. Còn tôi đương nhiên là không được trèo lên mâm pháo nữa. Đứng quan sát những luồng đạn bắn lên như pháo hoa tung lên trời, tôi xác định các khẩu đội của đại đội 825 đã chiến đấu tốt, bắn mạnh từng loạt, tích cực chi viện cho đội hình xe đi qua. Sáng hôm sau, trở về sở chỉ huy cụm tiền phương trung đoàn, tôi được biết ngoài khẩu đội trưởng Vận, đơn vị chúng tôi không ai bị thương, chỉ có một kính ngắm pháo của đại đội 813 bị vỡ, đã được nhân viên kỹ thuật thay thế. Hỏi sang binh trạm, các anh cho biết chỉ có một lái xe bị thương và một xe chở đạn bị thủng lốp. Tất cả đã giải quyết kịp thời, đoàn xe vẫn đến đích đúng kế hoạch. Tôi thầm nghĩ, nếu không ở Trường Sơn, người ta không thể hình dung nổi cuộc chiến đấu ở đây như thế nào. Có những biện pháp chiến đấu ở trên chiến trường miền Bắc chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ là điều cấm kỵ, thì ở đây lại là điều cho phép. Ví như việc có lúc phải bố trí trận địa thành hàng dọc, pháo cách pháo hàng trăm mét, việc cho pháo thủ vào hầm ẩn nấp sau một loạt bắn là điều không thể có ở Hà Nội, Hải Phòng, quân khu 4. Nhưng ở đây là đường Trường Sơn, là tuyến vận chuyển chiến lược. Mỗi đêm có hàng trăm xe đi qua theo đội hình lớn, đòi hỏi phải linh hoạt. Thắng lợi của đoàn xe an toàn vượt qua các cung chặng là mục tiêu số 1 của bộ đội trên toàn tuyến 559, mà cũng là mục tiêu số 1 của bộ đội pháo cao xạ chúng tôi. Bắn mạnh, bắn mãnh liệt để các lái xe an lòng khi vượt qua trọng điểm, để cho những tên phi công Mỹ hoảng hồn ném chệch những chùm bom, để cho đường của ta không hỏng, ngầm ta không tắc, xe ta không cháy, hoặc nếu có thì chỉ ở mức thấp nhất. Máy bay rơi nhiều càng tốt, nhưng không quý bằng những chuyến hàng an toàn đi tới đích, phục vụ đắc lực cho cuộc chiến đấu ở miền Nam. Đó là mệnh lệnh của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đối với Bộ đội Phòng không trên toàn mặt trận. Riêng tôi, suốt đời tôi nhớ mãi cái đêm xuống làm pháo thủ ở khẩu đội 3 để cho khẩu đội trưởng Vận vì tôi mà bị một vết thương. Trong một trận chiến đấu sau này, ngày 21 tháng 3 năm 1972, khẩu đội 3 bị tổn thất lớn vì một loạt bom bi. Vận, Báu bị thương nặng,
các pháo thủ Phi, Xuân, Bảo anh dũng hy sinh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.